Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở cây cầu Mỹ Thuận, bên này là phía bên Tiền Giang. Mình sẽ quay cho tất cả các bạn ngồi cùng xem là cảnh của những chiếc ghe mà đi gặp phải trời sóng này. Đây thì trên màn hình nhỏ các bạn mấy anh em thì chiếc ghe này không biết là chở cái gì ha, chùm bạc, chùm đồ kính mít trơn à. Nhưng mà sóng thì dữ trời lắm. Đó, kìa. Trời ơi, má ơi. Này là đang trong cái nước ròng á, cho nên người ta tranh thủ đi á, cũng đang chuẩn bị nước lớn à. Quá sóng rồi các bạn. Nè, nó cái mũi kìa, ghê chưa? Ây da. Đa số là những chiếc ghe này ở đây á, người ta đi người ta canh theo nước nha, giống như nước ròng chảy xuống thì người ta tranh thủ đi giết xuống, còn nước lớn chảy lên thì ta tranh thủ đi lên. Còn giống như ai đi ngược chiều thì người ta cũng canh đậu đợi nước. Này bên này là đi sát mé luôn này. Phía bên đó là phía bên Vĩnh Long đó nha các bạn. Còn phía mình đang ngồi đây là phía bên Tiền Giang. Còn đây là hai cây cầu Mỹ Thuận. Cây cầu Mỹ Thuận đầu tiên là cây cầu Mỹ Thuận đã có từ lâu. Còn cầu phía bên kia thì cũng vừa mới khánh thành mới đây thôi, nhưng mà cụ thể chính xác thì mình không biết là ngày nào, tháng nào ha. Đây. Rồi chút nữa mình sẽ tìm những chiếc ghe mà đi gặp sóng cho mọi người xem nha. Đây cho mọi người xem tiếp theo là một chiếc xuồng khá là nhỏ, như chiếc xuồng không đáy trong phim Tây Du Ký vậy các bạn. Đây, ông chú ông anh gì đó đang cố gắng tránh né. Đồ lắc lư à, ông mẹ ông chú rồi, tại ông nó chặn các bạn. Qua. Wow. Rồi phứt cái cây bông luôn, hết thấy mọi góc đường luôn. Này ông đi tới đây rồi này. Này phải chạy canh sóng đồ dữ trời lắm nha. Đây là một chiếc ghe ở dưới đang đi lên đây cho mọi người xem là cái lượng sóng đánh vô cái mũi tàu này. Đó. Nói chung là phải là che chắn đồ dữ trời lắm các bạn. Tại vì ghe cây thì người ta mới chạy như thế này thôi chứ lộn, ghe sắt người ta mới chạy thế này thôi chứ ghe cây thì cũng nhát lắm nha, thật sự luôn này. Ghê chưa? Đây cái này là người ta đi là tranh thủ là cái nước nó đang ròng á. Cho nên là tranh thủ chạy xuống để khi mà nước bắt đầu nhỉnh lớn nó chạy ngược lại là sẽ ngừng lại. Trời ơi hai chiếc luôn kìa. Wow, chiếc này chạy dữ thiệt chứ. Đó, ghê chưa? Đa số là ta chạy sát mé phía bên kia ha. Kìa. Trời ơi, bông hoa gì ướt nhẹp hết trơn luôn rồi. Qua. Tốc độ cũng dữ trời lắm nha. Máy mạnh một phần với thứ hai là nước nó đẩy đi một phần nữa cho nên là tốc độ nó có. Cái này mà chở lúa một cái chắc ướt hết luôn. Trời ơi. Cái đó y gan như là cảnh mà tàu biển mà gặp bão. Trời ơi quá. Trời ơi coi. Dữ thật sự luôn đó các bạn. Ghê ha. Nếu mà nhát nhát thì nói chung cũng gặp mấy cảnh này cũng ớn lắm. Rồi nếu mà anh chị mà đã đi quen rồi thì nó cũng khá là bình thường. Tại vì mọi thứ nó đã che chắn rồi hết trơn rồi. Hầm mũi, hầm lái thì đã kín hết rồi. Cho nên nó cũng không có vấn đề gì. Nước nó tràn vô phía trước thì nó cũng chảy ra lại thôi. Đó, kìa. Ghê không? Trời ơi, dữ thiệt sự luôn á. Wow, chiếc này chạy nhìn thì cái mũi thôi nha, rồi còn ở phía sau thì nó không có gì. Đây cái mũi là nó dạng giống như mũi tâm bản á, cho nên là nó bị nó dập sóng nó búng lên thôi. Này chắc là chở một là thức ăn, hai là cái gạo hay như thế nào đó mà bạc che kín hết trơn rồi. Đó. Zoom sát lại gần cho mọi người xem xíu nè. Ồ, chiếc này chạy tốc độ cũng dữ lắm nè. Ôi ơi kìa. Ây da. Nó nghề sông nước là nó như vậy đó các bạn. Chứ không giống như trên trên bờ ha. Ôi ơi kìa. Này, quay một khúc nữa cho mọi người xem nha. Thật
sống kìa. Ơn ơi, má ơi, ghê vậy. Kìa. Đây lại thêm một chiếc nữa đây các bạn. Chiếc này còn dữ hơn chiếc kia nữa kìa. Trời ơi, ghe này ghe gỗ, ghe cây, ông mẹ ơi. Từ lúc cái mui luôn rồi. Anh này anh chạy sát mé phía bên kia luôn. Cây đi vậy cũng nói chung là cái kết cấu của nó thì chắc có lẽ là không bằng dây sắt đâu các bạn, quá xa cho nên hình ảnh nó hơi lung lắc, cho nên mọi người xem thông cảm nha. Tốc độ dữ lắm nha. Kìa. Đa số là cái phần mũi nó hơi nguy hiểm thôi, còn phần lái phía sau thì không gì ha. Đây đằng kia là hai chiếc luôn nè. Chiếc này thì không có chùm bạc á, bao để ngoài. Anh này chạy rất là chậm, chạy bây giờ canh chừng sóng đó các bạn. Giảm gió, giảm sóng nhiều rồi, nhiều hơn nãy. Đây là một chiếc ghe lúa này. Chiếc này thì không chắc bao ha, đổ xá xuống luôn. Này thì anh chạy hơi chậm chút xíu, chứ chạy nhanh là sóng nó cũng dập dữ lắm nha, ướt lúa luôn á. Lúa này chắc là lúa tươi quá. Đây à, ghê chưa, chạy cũng nhanh dữ lắm à. Đó. Không có chùm bạc, cũng không có che đậy gì hết trơn nha. Cũng dập dữ lắm à. Ghê chưa. Chiếc mà chạy sát dưới chân cầu này là chạy sát mé các bạn, không dám chạy ra giữa ngoài này. Trời ơi, cái mũi kìa. Mấy chiếc này đa số là chở lên nhà máy á. Anh đó thì ảnh cẩn thận hơn, anh đi sát trong mé luôn. Sát mé thì nó đỡ sóng, đỡ gió nhiều lắm. Đây là một chiếc xà lan nữa này, ở dưới cũng đang chạy lên ha. Đó, sóng kìa. Trời ơi, má ơi. Qua rồi. Trời ơi, cuồn cuộn luôn kìa. Trời ơi, dữ dằn dện thiệt chứ. Ủa, khi mà chiếc tàu nào mà chở thẳm thì các bạn người thấy cái độ mà nước nâu nhìn nó ghê ha. Xà lan nhưng mà anh cũng phải đi sát mé cho nó chắc ăn và an toàn, chứ anh không có dám ra giữa sông quá. Tình hình này mà ra giữa sông là sóng nó dội dữ dằn lắm nha, chịu không nổi đâu. Chiếc này thì trọng tải nó cũng nhỏ thôi, cũng không có quá lớn. Chiếc này chắc chở hàng khô cho nên là có mấy cái nắp hầm đậy là hết rồi. Ý
ý là đi sát mé mà còn cỡ đó nữa, ra giữa sông ngoài này thì chắc cũng dữ lắm các bạn ơi. Mình sao mình gặp mấy cảnh này mình dội quá. Rồi phức chiếc ghe mất tiêu luôn rồi. Đây, nó mỗi lần có chiếc ghe đi ngang các bạn thấy ghê chưa? Nói chung là mấy anh em đi sẽ quen thì nó nhìn nó bình thường ha. Còn nếu mà đi lạ lạ mà kiểu mà nhìn nó cũng không ghê quá. Ghê là ghê với mình rồi thôi. Đây là thêm một chiếc ở đây, mà không biết chiếc này chở lúa hay là chở cái gì đây, cũng có bạc, đồ che trắng rồi hết rồi. Này, chiếc này thì chở cũng không có quá khẩm ha. Nhưng mà sóng đánh thì nói chung là chiếc nào cũng như chiếc đó. Anh nào mà kỹ kỹ thì đi vô sát mé với chạy chừng chừng sóng là nó ổn lắm. Nó dội dội luôn kìa. Còn chiếc phía sau này còn giữ nữa nè, hình như là hai chiếc đang đua nhau hay sao? À không, chiếc kia là chiếc nổi chạy sát trong nè. Wow, lực máy này dữ lắm nha, nó ủi ủi kìa, chiếc này chở lúa. Coi kìa, ôi ơi. Má ơi, anh này là anh chạy tốc độ luôn. Kìa. Ừ ừ. Wow. Đó. Dữ thiệt chơi. Đa số là mấy chiếc ghe chở lúa là ta chạy nhanh lắm nha. Đôi khi cái vấn đề tình hình giá cả mà có sự biến đổi là mấy ảnh đua nhau ghét về nhà máy. Chiếc này là bằng sắt ha, trọng tải thì mình nghĩ đâu đó chắc ở 100 tấn, phải hơn chút xíu không chừng. Tại con số đó mình đoán thôi chứ chính xác thì không thể nào rồi. Ôi ơi má ơi, chiếc này là chạy nãy giờ là khủng khiếp nhất nè. Chắc lúa cũng ướt sương sương hết trơn mà không sao, lên nhà máy là người ta sấy là hết trơn à. Ý là chạy sát mé luôn đó các bạn. À. Chở lúa thì phải cần cái công sức máy mạnh ha, nhanh nữa. Ở phía hướng ngược lại thì có một chiếc tàu du lịch này. Một chiếc này nhìn lạ ghê các bạn. Trên đây thì chắc có thể là kính thưa các loại đồ ăn nước uống cho anh luôn á. Hai tầng ha. Tốc độ lắm nha. Và nhìn whip slip luôn các bạn. Này chắc dành cho những cái vị khách mà ở trên bờ rồi đó. Nước ngoài rồi đó. Chứ mấy anh chị mà xông nước thì nhìn cảnh này là giỏi rồi. Này, cái lúa này đang đi tới nè. Ghe lúa bị cái lượng sóng của chiếc du lịch bên kia. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem một chiếc tàu du lịch nữa ha. Đây. Như một cái căn nhà di chuyển ở bên dưới. Như một cái khách sạn chạy trên sông vậy các bạn. Đây, trên đây thì rất là nhiều khách. Hình như là mình thấy người nước ngoài á. Nhìn xịn sò ghê ha. Đây là những cái dịch vụ du lịch trên sông, chỉ có trên những cái con sông như thế này. Không biết là xuất phát đi từ đâu và kết thúc vào điểm nào thì mình không chính xác. Mọi người mà có gành về cái thông tin thì hãy nhớ bình luận bên dưới cho mình biết thêm ha. Mấy anh Mỹ này anh đang tắm nắng hay là giăng nắng đây không biết. Có tiếng nước ngoài nữa hay sao này. Cũng khá là dài nha chiếc tàu này. Ở phía sau thì lại một chiếc thuyền nho nhỏ đang đu đích phía sau. Không biết là chở bao nhiêu hành khách, cũng không biết là gắn động cơ gì ha. Chạy không biết bao nhiêu.
thấy từ xa thì đi tốc độ chậm gì các bạn, nhưng mà lại gần thì mới thấy là đi nhanh nha. Này anh đang đi gió ngược, nước xuôi nè, giờ này thì nước lớn rồi, nước lớn thì sẽ chuẩn bị đổ xuống lại hay sao á. Chiếc này hồi nãy chạy lên nè các bạn, nãy giờ thì sau nửa tiếng đồng hồ thì ảnh đang quay đầu xuống. Đang thả lai gai về, chắc chở khách đi một vòng rồi giờ quay về. Phía sau thì cây cảnh đồ, cây thông, cây Noel đồ. Ơ cây thông chứ không cái gì đó. Có phòng rồi, thì cũng đã quá ha.